Chiều nay, Hội đồng Khoa học tỉnh Bình Dương họp nghiệm thu đề tài giải pháp phòng ngừa ứng phó với các nguy cơ đe dọa an ninh kinh tế, góp phần phục hồi phát triển kinh tế bền vững. Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng. Đề tài do Viện An ninh Phi truyền thống, Trường Quản trị và Kinh doanh Đại học Quốc gia Hà Nội chủ trì nghiên cứu, Trung tướng, Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Yêm làm chủ nhiệm đề tài. Đề tài đã làm rõ thực trạng, tình hình an ninh kinh tế trên địa bàn tỉnh Bình Dương, trong đó tập trung vào một số loại an ninh kinh tế như phòng ngừa, ứng phó nguy cơ chệch hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế và bẫy thu nhập trung bình, nguy cơ thiếu hụt nguồn nhân lực, đứt gãy chuỗi sản xuất, nguy cơ tranh chấp lao động tập thể, đình công, lãng công, phòng ngừa, nguy cơ đe dọa an ninh doanh nghiệp và phát triển các khu công nghiệp đầu tư nước ngoài. Nhóm nghiên cứu đã đưa ra những dự báo về tình hình phát triển kinh tế và các nguy cơ đe dọa an ninh kinh tế trên địa bàn tỉnh Bình Dương, 3 giải pháp chung, 9 giải pháp riêng tạo hành lang pháp lý, cũng như những đề xuất kiến nghị với các bộ ngành về cơ chế phát triển kinh tế bền vững. Các thành viên Hội đồng Khoa học tỉnh đánh giá cao ứng dụng của đề tài và thống nhất thông qua, đồng thời gợi mở ra các hướng nghiên cứu mới như nghiên cứu về an ninh kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và tiến hành cụm nhiệm vụ khoa học và công nghệ.